Đến với video thứ hai, Đỗ Sinh giới thiệu tiếp cây cảnh nghệ thuật của anh Đỗ Ngọc Thao. Vườn cảnh anh Đỗ Ngọc Thao ở thôn Miễu 1, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đến với video thứ hai này, chúng ta cùng nhau thưởng thức hai tác phẩm xanh long hóa ôm đá và được xếp đặt đối xứng qua cái tác phẩm mẫu đơn. Lúc nãy mình quay thì nó râm, bây giờ nắng quá. Quay này trời râm là đẹp nhất. Và đây là tác phẩm xanh long hóa đối xứng. Cũng là một tác phẩm xanh ôm đá. Anh đặt ở cái vị trí đối xứng nhau theo chiều cây. Đối xứng về bóng dáng và đôn chậu giống hệt. Đôi long này cũng là những cái cây rất là cao tuổi rồi. Đơn này là đơn đỏ hay đơn vàng anh? Đơn đỏ. Đơn đỏ.
Và ở vị trí này tôi thấy nhà anh Thao có một tác phẩm xanh rất lớn. Chỉ là một tác phẩm xanh dáng làng, nhưng mà với cái bệ rễ và vóc dáng rất lớn như thế này, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Vâng, với bệ xanh tương đối già rồi. Chia thành nhiều thân, tạo thành một cái tác phẩm xanh dáng làng. Với những cái rễ bao thân và rễ bệ, rễ buông, rất là hợp lý. Đây là bóng dáng tổng thể của tác phẩm xanh dáng làng. Ôi, cây lục vừng dày, hoa dày quá nhỉ. Ui, đẹp thế chị. Này thì cứ mỗi buổi sáng ra thì nó sẽ buông hoa rụng xuống rực rỡ, đỏ rực ở dưới mặt sân. Thấy gốc không? Và đến đây chúng ta cùng nhau thưởng thức tác phẩm xanh ôm đá. Mà lại còn cả ôm cối, đúng cây cối đá không anh? Cây cối đá cổ vẫn nằm nghiêng trong kia. Vâng, đây bóng dáng của cái bệ xanh, bây giờ ta gọi là ôm cối đá được rồi. Cả cối cả đá. Hình như đây có phải xanh Nam Điền nhỉ? Xanh Nam Điền. Khả năng đúng không? Bởi vì tôi thấy, tôi quan sát thấy cái lá nó hơi, nó quăn quăn mép. Lá nó dày răm. Đúng rồi, đúng xanh Nam Điền rồi. Toàn bộ bệ rễ ôm cái cối đá như thế này. Và sau khi tạo dáng này là hai thân, có một đoạn thân là song siêu. Vâng, nguyên vẹn cái cối đá đã được ôm chặt trong này. Đẹp chứ? Anh làm cái tàn vân của cái mái này nhìn hay phết đấy. Đây này.
Nếu xét tổng thể theo cái bóng của cái tác phẩm xanh này đẹp. Vâng, nó chia đều các phía. Làm mỏng thêm một tí nữa. Mỏng thêm, tức là đừng để cho cái khung ở trên nó cao quá và cho nó thấp xuống bớt thì nó bay hơn. Vâng. À, bên này anh cũng có một tác phẩm xanh dáng siêu nữa. Đây là cái gốc rất lớn, anh cắt để anh phu lại. Bản thân trước là một cái bệ của một cái gốc rất lớn. Xanh Nam Điền. Vâng, cũng là xanh Nam Điền. Màu lá xanh đậm, thân mốc, thân da cóc. Và đến những phút giây cuối cùng của video thứ hai, cũng là video cuối cùng Đỗ Sinh chia sẻ vườn cảnh nhanh Đỗ Ngọc Thao. Đỗ Sinh cũng đăng tải số điện thoại của anh Thao ở những phút đầu và phút cuối của những video. Chúng ta có số điện thoại trực tiếp liên hệ được với anh Thao để giao lưu. Đỗ Sinh xin dừng hình. Xin chào và hẹn gặp lại.